Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Azimesy. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Azi Messi cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Meloxicam. Dạng bào chế: viên nén. Công dụng: điều trị bệnh thoái hóa khớp, viêm cuộc sống dính khớp và các bệnh khớp mãn tính khác. Cách sử dụng: dùng đường uống. Liều dùng tham khảo người lớn viêm khớp dạng thấp viêm cuộc sống dính khớp hai viên một lần mỗi ngày khi điều trị lâu dài nhất là ở người cao tuổi hoặc người có nhiều nguy cơ có tai biến phụ liều khuyến cáo là một viên một lần mỗi ngày không được vượt quá liều hai viên mỗi ngày đợt đau cấp của thoái hóa khớp một viên một lần mỗi ngày khi cần hoặc không đỡ có thể tăng tới hai viên một lần mỗi ngày người cao tuổi liều dùng khuyến cáo một viên một lần mỗi ngày suy thận chạy thận nhân tạo liều không được vượt quá một viên mỗi ngày chống chỉ định không dùng cho những người có triệu chứng hen phế quản phù mạch thần kinh loét dạ dày tá tràng tiến triển xuất huyết dạ dày não suy gan nặng và suy thận nặng không lọc máu phụ nữ có thai hoặc cho con bú không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm. Lưu ý, thận trọng khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cần thận trọng khi dùng thuốc này với những bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày tá tràng, đang dùng thuốc chống đông máu vì thuốc có thể gây loét dạ dày tá tràng, gây chảy máu. Phải ngừng thuốc ngay nếu có biểu hiện bất thường trên da, niêm mạc hoặc có dấu hiệu loét hay chảy máu đường tiêu hóa. Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú thuốc không ảnh hưởng đến lái tàu xe, vận hành máy nhưng do có thể gây ra tác dụng không mong muốn như chóng mặt, buồn ngủ nên tốt nhất không dùng meloxi cảm khi đang tham gia các hoạt động này. Tác dụng phụ rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, trướng bụng, tiêu chảy, thiếu máu, ngứa, phát ban trên da. Đau đầu, phù. Nhà sản xuất Agimex Farm Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về Azi -Messi, đồng thời biết cách sử dụng sản phẩm Azi -Messi cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham